Rồi em xin chào toàn thể quý anh em nha anh em. Thì như lời đã nói, đã hứa với anh em thì hôm qua em có đăng lên cục máy quay A đời cuối đời 2015 đầu 2016. Máy cuối 2015 đầu 2016 nha anh em. Máy này đi chỉnh đồng hồ. Máy này báo cáo với anh em đi chỉnh đồng hồ chưa tới 33.000 nha. Đó, máy chỉnh đi chỉnh đồng hồ chưa tới 33.000. Đó. Thì đồ máy em gãi ra hết đó, đúng chất như em dự tính là toàn bộ là đồ cọp, cho nên là máy nó đồ nó sẽ mắc. Em nói với anh em một điều như thế này nè, em nói thiệt với anh em á, cái chuyện mà bán mắc bán rẻ là cái thị trường này, cái chuyện bình thường, mua mắc bán mắc, mua rẻ bán rẻ thôi. Thì tùy anh em, tiền là trong túi anh em, hàng đây là hàng em quay em bán, anh em cảm thấy ưng bụng vừa ý thì anh em alo anh em chốt, còn anh em cảm thấy mắc đó thì anh em có thể xem cho vui. Nhiều khi anh em so cả chỗ anh em này với anh em khác, nó sinh ra những cái điều không hay, cũng tội nghiệp cho em nó đó. Thì em sẽ đồ em sẽ bán, sẽ báo giá chi tiết trên video hết. Thì máy này chắc chắn nó phải mắc rồi, đường nào rẻ. Hôm qua em kêu cục máy 08 triệu đó thì anh em không chốt thì em chẻ đồ chẻ máy ra thôi, chứ có gì đâu. Không có anh em nào chốt thì em chẻ máy ra em bán đồ món thôi, bình thường không có gì hết nha anh em đó. Cái máy này thì nói chung có một anh trai khách quen, ảnh đã lấy hai anh trai chứ không phải một. Một anh lấy bình đường dây điện thì em giao rồi, một anh lấy bộ bình, lấy cái bình xăng con không à, giờ còn cái co xăng với cái bô e. Thì tí xíu nữa em bán cái đầu lòng rồi em sẽ lấy cái co xăng với bô e em bán cho anh em luôn. Nói chung co xăng với bô e thì em bán giá rẻ thôi, chứ em bán mấy mắc mỏ gì đâu. Đó. Không có mất thời gian của anh em xin đi vô chi tiết luôn nha. Em nói trước máy này nó rất là mắc, đồ em báo rất mắc đó chứ không rẻ đâu. Thì anh em thì em thấy nó cũng có mắc gì đâu, nó cũng trên lệch chút đỉnh thôi. Nó anh em coi chơi được nào chơi. Rồi vô bộ ốc máy nè, đó. Bộ ốc máy đợt này á thì em mua máy nguyên cục đó, mua được máy nguyên cục đó, người ta bán bỏ lốc số. Thì ở đây em có được hai con ốc treo máy luôn, hai con tán còn mực luôn nè. Máy anh em nghĩ đi, đi chưa tới 33.000 mà ốc tán nè. Ốc này nó đẹp 90% nha anh em. Ốc này đẹp 90%, nói chung là đẹp hết tất cả. Thì tại sao bộ ốc máy này thường thường em bán 350 đó, 300 350, mà bộ ốc máy này em bán 450 nè. Cái thứ nhất á, bộ ốc máy này em bán 450.000 nha. Anh em nào chốt thì alo là em cho anh em để cho anh em được hai cái cây cốt treo máy đẹp luôn nè, thấy không? Tán đẹp còn mực luôn nè, nhà sản xuất rõ ràng ha. Ok. Cái thứ hai nữa đó là anh em nên nhớ, anh em coi cái bộ cái càng lừa chỗ cái càng lừa tăng cam nè, bánh xe, cái thứ nhất là bánh xe còn mềm xèo, cái thứ hai nó đi nhớt nè, anh em coi nè. Nè em giặt cái nắp nồi cho anh em coi đây đó, anh em coi đi, xe đi chuẩn đồng hồ, ô đô đồng hồ là chưa tới 33.000 đó. Anh em nghĩ cầm tiền như mua mấy cái máy này đâu có rẻ đâu, chẻ đồ món ra bán mắc là chuyện bình thường đó. Rồi bộ ốc máy này em bán 450, ốc đẹp 90%, nắp chặn nhớt tất cả đều đẹp đó. Em sẽ để cái ống hơi máy này trong bộ ốc cho anh em luôn nha đó, ống hơi máy còn đẹp luôn nha anh em đó. Rồi đây, đầu tiên em sẽ cho anh em coi cái nắp chặn nhớt nè. Máy này cuối đời 2015 đầu đời 2016. Đây cái nắp chặn nhớt thì đóng đát 2016 đây, ngày 4 tháng 1 2001 16, đóng ngược cái đó anh em, 2001 16 nó đó. Đó, nè thấy không anh em, nắp chặn nhớt là cực kỳ nha anh em, mực màu còn hết trơn, nó đi nhớt trắng bóc kiểu vậy đó. Anh em bỏ tiền mắc ra là xứng đáng à, chứ anh em so cả chỗ này chỗ kia em cũng thấy nó cũng nhiều lúc nó không có hay đó. Ốc gã là đẹp hết nha anh em đó, không giấu gì nha đó. Hai cây cốt treo máy đó, bộ tăng cam là anh em nhìn anh em ghiền luôn. Nói chung là riêng cái bánh bơm này là cực kỳ quýp luôn, bánh bơm nhớt là em nói với anh em không miếng bén tay luôn, cực kỳ quýp luôn, đi nhớt siêu đẹp nè. Bánh tăng này siêu mềm luôn, nói chung bánh tăng này hàng mới, em không có bán nè, em không có bán đó, bánh còn mềm xèo nha đó. Tiền nào của nấy thôi chứ anh em so cửa gì đó. Đó. Ốc máy nè, duy nhất đen đầu 4 con, ốc mới gớt thần trắng phiếu, thấy không, đen đầu 4 con. Cái bát nè, ống xăng dư để đây cho anh em luôn nha đó. Như là anh em về ngâm dầu, anh em lấy bằng chải thau anh em đánh là ra đó. Rồi còn nhiêu ốc đẹp hết luôn nè,
ốc cái màu siêu đỉnh. Nói chung anh bộ ốc này anh em vô xe mộc hết bài, bộ ốc này anh em vô xe mộc là hết bài nha, cái màu siêu đỉnh nha anh em. Đó, mắt nó anh em bỏ tiền mắt anh em được đều anh em xứng đáng thôi, chứ có gì đâu mà anh em suy nghĩ. Nè, riêng cái con này anh em đừng có mắc lỗi, cái con này nó nằm ngay chân cái bảo vệ lốc nồi á, cho nên cái chuyện mà nó bị tan tan đầu này là chuyện bình thường đó. Thiệt với anh em á, mày bỏ ốc thứ này lâu lâu mới có một lần chứ cũng không có hoài đâu mà bán mắc với bán rẻ. Em thấy anh trai anh comment cái phục này, anh nói chỗ anh em khác bán rẻ mắc gì thì em nói luôn đó, hàng của em bỏ tiền em mua, em muốn bán gì em bán nó thẳng ra gì là gì luôn. Nói hơi thô mà nó mít lòng thiệt, nhưng mà có một cái nó sự thật là nó vậy nói vậy. Bộ ốc này em bán 450.000 nữa, anh em nào chốt thì alo em đó, ốc em tả chi tiết hết rồi đó. Rồi nha, ra nè, đâu ra nè, em nghĩ đi, đâu ra về kiếm mấy bộ ốc nó đẹp vậy, ốc theo xe đó, chỉ có những cái máy đẹp mắc tiền thôi chứ đâu ra. Củ đề thì nói chung có anh trai anh dặn rồi thì quay cho anh coi thôi. Tánh em nói chung là anh em không tin, có một số anh em á, em nói thẳng với anh em luôn, điện hỏi em hậu ơi mày còn củ đề không, mày còn điện sườn không, mày còn số, mày còn nồi không, em nói thẳng với anh em nói còn nhiều luôn á, nó là khác mà em không chốt cho anh em, bởi vì em muốn anh em chốt trên video nó không có mít lòng. Nhiều khi có cái trường hợp em lựa cho anh em cho đã, cái tới chừng về gửi về cái anh em nói không vừa với anh em, cái lúc đó thấy nó phiền không. Này, củ đề đắt 216 nè, 6 đầu nè, 6106 nè, chuẩn không đó. Củ đề này thì thôi đó, anh em nhìn tự đánh giá ha, không phải bàn cãi, chưa bung chưa chạm chưa thay thang, củ đề này bán 450.000 đó. Anh em bỏ tiền nhiều ra một chút anh em được cái sự khác biệt so với người ta đó, chưa bung chưa chạm gì hết, bao anh em thầy thợ test luôn đó. Củ đề nè anh em coi, không một tiếng gào nhông, không một tiếng kêu đít gì luôn nha anh em, không một tiếng gào nhông, không một tiếng kêu đít gì luôn. Nó mắc thì nó có cái giá trị của mắc chứ, tự nhiên cái bán mắc cái tự nhiên cái bán rẻ à. Nó thẳng với anh em không đủ bán chứ mắc chứ rẻ đó, 450.000 đó, anh em chốt thì alo em. Rồi tiếp theo, do cái bộ bình xăng con thì hồi trưa này em giật cái bình xăng con em bán cho anh trai khách quen của em rồi, tại vì ảnh ủng hộ em rất là nhiều đó, cho nên là ảnh tin tưởng em, ảnh nói ảnh không có cần coi đó. Hồi tối anh chỉ coi cái cục máy sơ sơ đó, cứ chốt cứ giao cho ảnh thì em tháo xuống em giao thôi. Thà anh em nói tao tin tưởng mày, mày cứ kiếm cho tao cái đó, lấy cho tao cái đó rồi xong em giao là đứt đuôi. Nói anh em nó không có mít lòng đó, thì bây giờ em chỉ còn cái co xăng với cái bô e thôi. Khi nào mà chút xíu nữa em báo giá cái đầu lòng thì em quay lại em nói cái co xăng với bô e. Bây giờ em nói bộ lửa với bộ ba nắp thì cái bộ lửa này á, bộ lửa này máy thì máy 215 ý máy 216, nồi thì nồi 216 nè, nồi đắt 216 nè, bữa em có quay cho anh em nhá, rồi quay cho anh em đó. Nhưng mà lửa đắt tháng 12 năm 2015 thì cái ba nắp này em cũng bán rồi, ba nắp này em bán cho một anh trai rồi, ba nắp với củ đề là ảnh chốt đó. Bây giờ em còn bộ lửa không nè, ba nắp em quay lên cho anh coi nè, anh lên anh coi luôn đi đó, nắp mang cá nè đó, giờ giấy chưa vệ sinh gì hết. Thà là thẳng thô mà sự thật nè, em nói trước với anh em luôn, những anh em mua nắp nồi, những anh em mua bộ ba nắp thì em đã nói rất nhiều video và em nói lại để cho anh em nắm, là riêng cái con ốc chỉnh nồi này là em sẽ lấy lại vô bộ nồi chứ nó sẽ không nằm ở bộ ba nắp nha anh em đó. Ai nhiều anh em bán nồi sao kệ người ta, em không biết, riêng em ở đây bán nồi là full đủ, có nghĩa là anh em mua về anh em chỉ việc lắp là lụm, không có thiếu thứ gì hết, cơm lê nào đi vô cơm lê nấy đó. Cái chuyện mà anh em lấy cái bộ cò muỗng máng nhớt của cái máy này anh em lắp qua máy kia, nó hay xảy ra một cái tình trạng như thế này nè, nó xảy ra cái tình trạng là nó cọ chuông đây nè, anh em để ý đi có không đó. Em ghét lắm, bởi vì em bán là đúng cho anh em hết, máy nào ra máy nấy hết đó. Thì em có báo cáo với ảnh, anh ơi, cái ảnh hỏi em, ảnh nói cứ lấy cho anh đi. Em nói anh ơi, cái nắp nồi chỗ này nè, nó có vớt miếng này nè, dưới đây nó có một miếng nè đó. Thì em báo giá ảnh là ảnh lấy rồi đó, ba nắp này em bán rồi nha, sơn zin đẹp nha, ốc chỉnh nồi anh em nhìn nè, tới cùng chuyện luôn, thấy không,
Trời ơi trời, anh em coi. Lúc nãy em cũng có cái vẽ cái bên chứ. Còn đây là nắp lửa nè, nắp lửa em nói với anh em không tì vết luôn. Không phải là em cố tình em chốt chứ, nói cái đồ đẹp em giữ lại em chốt trước gì đâu anh em. Đó, nhưng mà mình là người mua bán, anh em người ta mua mình bán, miễn ta tin tưởng mình là được. Đó, nắp lửa đó, bao đẹp luôn. Đó, lên xe mọc là ok, quá tuyệt vời luôn nha anh em. Tầm này là đẹp rồi chứ còn gì nữa. Thì ở đây bộ lửa này em báo giá cho anh em luôn. Lửa thì em bán là full đủ cho anh em, là sên đề theo xe. Cộng sên đề hơi bị whip. Mới kin kit luôn nha anh em. Sên đề mới kin kit luôn, mới chát luôn nè. Thấy không? Sên đề hai con thằng lằn. Chặn chặn dĩa đề với ốc bắt chặn dĩa đề nè, mới chát luôn. Đó. Cuộn lửa nè. Nắp lửa chưa muối gì luôn nha anh trai. Nắp lửa này giữ gon zin cho anh luôn nè. Nó giữ con zin theo xe cho anh hết luôn nè. Mới chát luôn, cuộn lửa mới chát luôn nha anh em. Chuẩn MMVC cuộn lửa theo xe nha. Đó. Anh em không có hiểu đâu, nhiều anh em nói để tôi mua bộ hoa lăng mới, hoa lăng alpha mới, bây giờ ngoài thị trường nó bán đủ loại hết trơn nha anh em. Anh em đừng nghĩ bỏ ra 500 mấy chục ngàn anh em mua được bộ hoa lăng xịn, không có đâu. Đó. MMVC nè, chuẩn zin nè. Anh em thử thời lấy cuộn lửa mới anh đeo, anh em đo chỉ số ôm với cuộn lửa theo xe đó, nó khác nhau một trời một vực đó. Đó. Ốc ác đồ whip hết slip luôn. Đó. Rồi. Dây là cực kỳ mềm nha anh em, đi mới ba mấy ngàn mà. Tại vì xe đi nhiều nó chịu tác động nhiệt thì dây nó sẽ cứng theo thời gian thôi, đặc biệt là những dòng xe đời thấp nha. Đó. Bộ lửa này em báo giá với anh em luôn, lửa này em bán 800 nha. Bình thường lửa em bán 750 thôi, nhưng mà lửa này lửa đẹp, lửa whip em bán 800. 50 ngàn nữa thôi anh em. Dĩa đề nè anh em tự đánh giá nè. À, mực màu nó còn vậy luôn nè. Gã ra làm sao chơi vậy, không qua rửa gáy gì luôn. Đồ đẹp là nó đẹp thôi. Đó. Anh em tự đánh giá đi. Thấy không? Mới chát luôn ha. Hoa lăng nè. Tuyệt cú mèo luôn nha anh em, mực quá trời luôn nè. Đó, ốc trên ụ đề chưa chạm cái viền này, chưa có mòn, chưa có đá, chưa có bén gì hết luôn nha. Trời ơi, dĩa tầm đó mà bi cỡ nào anh em. Đó. Dĩa tầm đó là bi phải cỡ này, bi phải whip như vậy. Đó. Lên hoa lăng nè. Qua lăng cho anh em coi cái đáp nè. Nè. Cuối năm 2015 đầu 2016 nè, 24 tháng 12 năm 2015 nè. Nồi thì nồi 2016. Đó, 24 tháng 12 năm 2015. Chuẩn nha. Mới chát luôn anh em ơi. Qua lăng nè, siêu đỉnh luôn nha anh em. Cái đời qua lăng trắng này rất là dễ xét, kiếm một bộ đẹp nói với anh em khó. Đây có đốm nhẹ miếng nha, để quay xong em ủ nhớt lại. Có khoan 3 lỗ lấy ly tâm nha anh em. Đó. Những cái cuộn lửa anh em, đặc biệt những cái cuộn lửa của xe đi ít á, nó rất là lợi thế. Chỉ số ôm của nó luôn luôn đủ, nó không có bị mất. Chỉ số ôm nó sẽ tuột giảm theo thời gian sử dụng nha anh em, tuột giảm theo thời gian sử dụng. Đó, bộ lửa anh em bán 800. Anh em mến alo em. Đó, 3 nắp thì em bán rồi. À, những chiếc xe anh em dọn lại mới, anh em đi bộ lửa đẹp đẹp vô, anh em chạy rất là bốc. Nhiều cuộn lửa nó yếu rồi cho nên chạy đâu còn bốc đâu, lửa đâu có đánh ra đủ cái tần số lửa để anh em nạp xăng vô để đốt hết cái nguồn xăng ở đâu. À, cái nguyên lý hoạt động của xe mình nó cũng đơn giản chứ nó không có gì khó hết trơn á. Tiếp theo là bộ số thì em sẽ báo giá anh em trước luôn. Đó. Bộ số á, số thường thường cứ số quay A. Đó thì em bán mát giá cho anh em 950 ngàn, như những bộ cọp như thế này em bán 950 ngàn là mát giá, full số cốt đạp cốt số báo số đó. Anh em nào mến thì alo em ha. 950 ngàn, không hơn không kém. Em bán số là không có vụ giữ bán cốt đạp cốt số riêng, không không bán một phát một full số cốt đạp cốt số, trừ khi anh em có nhu cầu anh em mua bộ số lẻ. Em bán bộ số lẻ cho anh em rồi sau đó em bán cốt đạp cốt số sau. Đó, anh em tự đánh giá đi ha.
Cái vấn đề là ở chỗ cây cốt đạp nè, thì do cái xe đi ít thì nó đẹp luôn. Xe đi nhiều cũng có thể cốt đạp đẹp, tại vì cái tần suất người ta sử dụng nó rất là ít. Xe có đề không ai rảnh đâu đi đạp đó. Còn cái quan trọng là nằm ở đây nè, xe đi ít đi nhiều nhìn đây là biết liền. Anh em coi đi, anh em tự đánh giá nha. Đó, rồi ok nè, nó trắng từ đầu tới đuôi luôn nè. Xe đi nhớt siêu kỹ, anh em nhìn bộ nồi nè, nhìn cháu bít tông nè. Đó, cháu bít tông nó trắng bóc vậy. Em không có nói điêu đâu. Còn bộ số này thì hiểu rồi chứ gì anh em. Trời trời, ngồi quay clip mũi nó cắn nội ơi. Đó, số em quay chi tiết cho anh em từng găng, đây là số 2. Mấy tua nha anh em. Số 4 nè. Số này bán 1 triệu luôn, biết nãy nói 1 triệu được rồi. Được thêm 50 ngàn nữa anh em ơi. Đỉnh của chớp nha anh em. Phải nói với anh em là siêu đỉnh. Lâu lâu mới được những cái con máy đẹp gì mà không biết tận dụng cơ hội gì hết á anh em. Nói chơi thôi anh em ơi, 950 vừa rồi, tiền phí ship nữa. Tàn khốc luôn anh em ơi. Không một dấu chạy luôn. Quá đỉnh. Đó. Tự nhiên cái bán mắc, tự nhiên bán rẻ. Anh em đùa hoài cốt tải nè. Nè anh em tự đánh giá đi. 99%. Đó. Thì cái vấn đề cái cốt tải này á, là hôm rồi ở một video là em có chia sẻ với anh em rồi. Cái sự chia sẻ này là từ một người anh khách của em. Ảnh chia sẻ lại với em từ đó, tại vì đó giờ em chưa có từng gắn cái cốt tải mà dài này nè. Cái cốt tải mà có cái đầu băng mà lòi găng khúc này vô những chiếc alpha nhỏ hoặc là quay 110. Cho nên là em không có biết, thì ảnh có gắn, ảnh chia sẻ với em. Thì anh em gắn vô, gắn quay nhỏ là bình thường. Anh em chịu khó, anh em mài cái lỗ tròn tròn trên cái nắp mang cá đó, mài nhẹ cái là lụm luôn, không có cắt cốt, cắt kiết gì chân á. Đó. Ở đây là ảnh chia sẻ với em, ảnh làm trực tiếp trên chiếc xe nhà của ảnh. Đó. Rồi. Trời ơi, số 4 với số 2 kiểu đó mà anh em nghĩ đi. Đó. Bộ số này em nói nha em, không bao gì hết, nó bán thẳng cho anh em chứ không bao gì hết nha. Nói trước luôn. Cần gì phải bao, số tầm này anh em cần gì phải bao. Không bao gì hết là bao gì cũng được đó. Số gì bao gì nữa. Không bao gì hết là bao gì cũng được đó anh em. Rồi. Đó, full bộ số này em bán giá 950 đó anh em mến. Alo, hứa với anh em luôn, bộ này đăng không quá đêm nay. Đi nhớt vậy đó. Báo số đóng đách 2015 nè, tháng 12 năm 2015 nè, 19 tháng 12 năm 2015 nè. Đó mà nồi đóng đách 2016, xe cuối 2015 đầu 2016 mà. Đó, bộ số 950 full bộ. Tiếp theo là bộ Genlock, báo giá với anh em luôn. Genlock này em bán mắc á. Genlock này em bán mắc nha anh em. Nói chung là hiếm lắm hiếm mới được một cây gen kiểu này. Đó. Bộ Genlock này em bán 1 triệu. Nếu anh em mua cây gen lẻ là 800, anh em mua cái lốc lẻ là 300, lốc em bán không quá 300 ngàn. Đó. Tại vì lốc 100 mà nó có gì đâu mà nó cao siêu rồi bán cao. Cứ 300 ngàn là bữa lốc theo xe. Đó. Mới gớt lần đầu nè. Găng cỏ anh em nhìn nè. Đó. Đây. Đây. Lốc này anh em mua. Anh em nghĩ đi, nhớt nó chưa có bám lên mấy cái thành này luôn nè. Nhớt nó chưa có bám mấy cái thành này luôn nha anh em. HVN KFM -26. Đó, chuẩn nha. Trời ơi, màu nhôm nè anh em ơi. Thôi rồi lụm ơi rồi. Trời ơi. Hai găng hai ngóc gác chân nè. Đó.
ốc sả nhớt cho anh em coi luôn nè. Ốc sả nhớt góc cạnh nè anh em coi. Này gan ốc sả nhớt nè. Ba xị. Cứ miếng ba xị thôi. Cứ lóc đẹp là miếng 300 ngàn, không có suy nghĩ gì chân. Không thay đổi. Đó. Anh em tự đánh giá đáp đây còn nè. Đất mực còn là thấy không? 26 tháng 1 năm 2016 nè. 300.000 miếng lóc này nha. Còn những miếng lóc mới gã lần đầu á thì em nói với anh em cái sơ mi này nè. Cái sơ mi bạc đạn dên ở bên nồi á nó bóng ngời ngời nè, đặc biệt là xe đi ít nó bóng dữ lắm. Nó không có bị hột gà. Những cái xe mà nó đi nhiều á nó có thể nguy cơ nó hơi lỏng nhẹ. Thì những anh em thợ người ta gáp á, người ta tin người ta sẽ rút cái lóc anh em nhẹ lại là lụm. Đó. Thì cho nên là em khuyến khích anh em khi anh em ráp những dòng máy 100 này á, nó khác biệt với máy 110 thái. Máy 110 thái khi anh em rã ra, nếu mà đúng máy zin bụng giữa, hứa cho anh em không bao giờ gớt cái lóc, gớt cây dên ra khỏi cái lóc. Nhưng mà riêng máy 100 này á là nó sẽ gớt cây dên ra khỏi cái lóc nha anh em. Máy nào cũng vậy chân á. Đó. Cây dên này nếu anh em mua lẻ, em báo với anh em rồi, cây dên này anh em mua lẻ em bán 800. Dên này nó thẳng cho anh em luôn. Nó cái kiểu của nó là cái kiểu của cái dên quay ớt thái 100 mà đợt rồi em bán 1.500.000 đó. Đó. Quay A215, cuối 215 đầu 216, dên bao cọp luôn. Nó bóng ngời ngời anh em coi nè. Cái tay đi chưa hết cái, nói chung cái tay cây dên nó đi chưa hết cái màu đục của cái tay dên nữa nè. Nó chưa đóng hết cái màu đục luôn nè. KFM T4 nha anh em. Đó. Dên zin toàn tập. TMB. Đây là đầu bên nồi nè. Sớm em quên lấy ba con ốc ác này nằm trong cái bọc mực còn luôn nè, thấy không, như titanium nha anh em. Bên đây nè anh em coi nè, chưa một miếng cọ miếng quằn gì luôn nha anh em, thấy không. Đó, cái dên này đỉnh của đỉnh nha anh em, để em cầm lên luôn cho nó dễ ha anh em. Anh em coi cái đầu lửa nè. Trời ơi trời, từ trong ra ngoài anh em coi nó láng lừ luôn, không một dấu, không một ngấn gì luôn nghe anh em. Như cái dân quay ít thái 100 bữa hổm bán luôn, cây này tựa cây bữa hổm. Xuất sắc. Đó. Chỉ những có cây dân những xe đi ít thôi mới để nó được như kiểu này. Chứ còn xe đi nhiều, ít nhiều nó sẽ quằn anh em, nó sẽ quằn. Đó, tại vì nó ăn vô ổ bi đề mà, đường nào mà không quằn. Ốc tán qua lăng đồ nhẹ nhàng nha anh em. Đẹp luôn nè, góc cạnh đẹp luôn nè, thấy không? Sáng chói. Giờ test độ gơ cho anh em nè, để cái ngón giò vô kẹp lại. Nói chung á, mặc định của nhà sản xuất, người ta sản xuất ra là cây dên nó phải có độ gơ là dưới một tờ tiền nha anh em. Đó. Đây. Anh em thấy không? Cái đó là anh em thấy cái gì không? Dấu nhớt. À, cái dấu nhớt chứ không phải là do nó gơ nhiều nha. Cây dên này em nói thiệt với anh em bao cọp, nói chung là nhích không qua đó, nhích không qua nhưng mà nó còn tươm dấu nhớt. Đó. Cây dên này anh em mua lẻ là em bán 800. Dên này nè anh em mua lẻ là em bán 800, còn anh em mua dên lóc thì em bán 1.000.000, em nói trước rồi đó. Bộ nồi, nồi quay A đời cuối 2015 đầu 2016. Nồi này báo giá với anh em luôn là con ốc chỉnh nồi này em sẽ lấy qua bên bộ nồi cho anh em nha. Con ốc này cọp lắm nha anh em. Mai em gỡ kỹ cho anh em, lấy qua bên bộ nồi này cho anh em. Nồi này cuối 2015 đầu 2016 nhưng mà trên này đóng đắt 2016 nè. Nó đóng là ngày 20 tháng 1 năm 2016 nè anh em. Thấy không? Nồi sau nó đóng 20 tháng 1 năm 2016 nè. Còn cái nồi trước này nó đóng tháng 1 năm 2016 nè, mà cái khúc trước này nó bị mất. Đó. Mươi 21 tháng 1 năm 2016 nè, trên con cò nó đóng 21 tháng 1 năm 2016 nha anh em. Thấy không? Rồi. Thì báo giá với anh em trước luôn, bộ nồi này em bán 2.400.000, anh em mến alo em.
em bán gấp hai lần, muốn gấp hai lần bộ nồi hãng đó đó. Nhiều anh em so sánh mắc cười lắm, tôi bằng mày bán cái này tao mua nồi hãng tao xài sướng hơn, anh em có hiểu đâu đó. Nói thiệt với anh em á, cái gì chứ riêng nồi hãng nè, từng chứng kiến anh em của mình, từng chứng kiến khách của mình, nói không phải em chơi nhưng mà nó thật sự là như vậy. Gáp vô chạy không có được, chạy không có được. Hôm rồi ông anh em ông mới giục bộ nồi hãng qua, em bán bộ nồi 110 cho ổng. Ổng giục bộ nồi hãng, ông nói mày bán giùm, thì em cũng tính bán giùm cho ổng đó. Nhưng mà tới chừng giờ em thấy cái nước nhôm mà em, cái ổng kêu em gửi gì bển, ổng gắn cái xe cỏ gì em gửi gì bển rồi, thua anh em ơi, không được đâu. Chạy nó đâu có giục nồi đâu anh em, nồi hãng chạy nó đâu có giục đâu. Chạy được chứ không phải không được, nhưng mà để nói về đỉnh cao thì không được, nó không được gọi là đỉnh cao. Nồi mà nhìn cái chất nhôm không thấy khác rồi, chuông zin nha anh em đó. Nồi nè anh em nhìn nè đó, tiền nào của nấy thôi chứ. Anh em kiếm ngon bổ rẻ đâu ra. Đó. Thiệt tình nó giùm không được tức. Dạ, mũi cắn rồi chứ. Sớ sớ thấy không, mực còn luôn nè. Đó. Bao whip. Còn cái chuông này nó thẳng với anh em luôn, không miếng gợn là gì. Ngay băng như tờ giấy luôn á. Chuông đi nhớt nè anh em coi nè. Nè, anh em nhìn tự đánh giá nè. Nói chung là anh em nào mà mua về mà anh em gờ tay nếu mà gợn á thì cứ trả lại cho em. Ngay băng như tờ giấy luôn. Đó. Rồi nghe anh em. Bả càng nè. Cái khâu này em bỏ bên vô cái máng nhớt anh em, để nó lọt mất. 20 tháng 1 2016 nè, thấy không? 20 tháng 1 2016. Nồi đi ít đi nhất kỹ, thứ nhất là ba càng nó rất là cao đẹp, LK nè. Nó rất là cao, nó rất là đẹp. Cái thứ hai nữa đó là cái bố nó, cái màu nó tươi do nó chưa có bị tác động nhiệt nhiều. Đó anh em, cái thời gian anh em sử dụng nó còn rất là dài. Nè. Đó. Đâu phải anh em muốn bán mắc thì bán mắc, muốn bán rẻ bán rẻ. Đó. Khiếp hồn không? Hai mươi tháng một năm 2016, ốc xanh lè xanh lét luôn nè. FCC KFM NTN đó. FV 107 đó, một dãy liền mà nó đúng bố zin của nó là nó có số hết nha. FV nè, 107 nè, và số nè, 70 nè, chuẩn không anh em, nhìn tự đánh giá. Như mới anh em ơi, mực còn luôn nè, thấy không? Đó, mặt dưới nó vẫn có đóng FV107 luôn nha anh em, trên dưới đều có đóng nha, đúng bố zin là trên dưới có hết nha. Siêu cọp, siêu cọp nha anh em. KFML FCC
hết thuốc. Chưa tán chưa tiết gì nha, em bao anh em luôn, là cái này anh em nhúc nhích không muốn được luôn nè. Đó. Bao bốc bao im, không giọng không hú. Nồi này gấp hú tặng anh em thêm 500. 2 triệu tư, anh em mến alo em. Đó, lấy con ốc chỉnh nồi bên đây qua nghe anh em. Đầu lòng bù rong sên cam. 2 triệu 7. Sên cam nè. Theo xe nha, nè mực còn là thấy không? Đó. Mới kinh kít luôn nghe anh em. Sên cam mà đẹp sử dụng được nè. Bốn ốc đầu kiểu này mấy anh có sao xuyến không? Ừ. Ốc đầu tầm này có làm mấy anh sao xuyến không anh em? Đó. Chút xíu em sẽ báo giá bán lẻ cho anh em luôn nha, tại vì anh em mua lẻ nào em bán nấy luôn á. Chứ bây giờ em không có đại kỵ gì hết trơn, anh em mua lẻ bất cứ cái nào em cũng bán hết trơn á. Đó, nhưng mà riêng bộ số em nói trước rồi, khi nào em bán bộ số trước em mới bán cúc đạp cúc số sau, tại vì em ưu tiên cho người ta, anh em người ta mua nguyên bộ để cho nó vô cái bộ máy của người ta cho nó quýp nguyên một liền lạc đó. Xui giật dướng ạt gô thì nó văng cái nắp bốn lỗ ra, con cờ còn dựng nè, đắp đây nó mờ mờ nè anh em, đắp đây nó mờ mờ ha. Đó, con cờ dựng đứng nè. Coi trái bê tông trước đi ha anh em. Đó, trái bê tông đi nhớt vậy nè anh em tính đi. HVN KTL. Đầu bê tông đóng khối chưa bích chữ nha. Bạc đen xì lì nè, thấy không? Rồi có bê tông nha anh em. Ừ. Trái bê tông này đẹp 97%. Đó, anh em nhìn tự đánh giá. Còn bên đây là không có bị ăn miếng nào luôn, nguyên zin luôn, nguyên như mới luôn. Đó. Mặt này là mặt trên, mặt trên lúc nào cũng vậy hết trơn á. Nó sẽ ít bị ăn hơn mặt dưới nó sẽ bị ăn nè. Mặt dưới bị ăn chứ bê tông còn 95% nè, mặt trên là nguyên zin không bị ăn luôn nè. Thấy không? Tự nhiên có một lẽ bắn mắt tự nhiên bắn rẻ được. Anh em nghĩ sao vậy? Riêng cái đầu lòng này em giữ luôn cái bát lòng cho anh em luôn nha, nhìn rất là đẹp nha anh em. Ốc chân nồng nè, giữ cho anh em luôn nha, ốc chân nồng này của anh em luôn nha. Nguyên zin. Đầu lòng quay A đời cuối đời 2015, đầu 2016, 97cm khối, KFM-22, VAB. Hổm gà anh em hỏi em rất là nhiều cái lòng rồi nè. Đó thì chút em sẽ báo giá bán lẻ cho anh em luôn, anh em mua lẻ em sẽ bán luôn. Lòng là chưa bám bẩn gì nhiều luôn nha anh em, chưa vệ sinh tẩy rửa gì luôn nha. Đầu HVN-56. Nè, cho anh em coi cam cò nè, đi nhớt gì nè. Đó. Bộ cam cò nó thiệt với anh em, không cần gã ra, nhìn thôi cũng biết đẹp rồi. Đi nhớt cái này đường nào xấu. Đó, mới gớt lần đầu luôn đó. Bao whip slip cho anh em luôn. Bộ cam cò này. Bộ cam cò này anh em nào lấy thì em bán giá là 750.000. Đó. Chút anh em báo giá bán lẻ cho anh em, nhôm cực kỳ whip nha. Chưa rửa gáy gì hết. Đó, từng kẻ lòng luôn nha anh em. Ôi, cái màu ốc này nhìn nó phơi thiệt. Nè. Đẹp cực kỳ không anh em. Đó. Đầu lòng bù gông xanh cam 2 triệu 7, ốc còn màu luôn nè. Đó. Anh em nào mến alo em, bây giờ có cái lòng nè. Có cái lòng nó lụm tiền. Đó. Nè, thấy chưa? Đó. Whip slip. Trời ơi, hai cái xúc bắp nè anh em coi nè. Nguyên hình luôn nha, FM F6 chân bogie cực whip nha. Rồi ok anh em nào mến hú em. Lòng trắng bóc luôn, hai mặt bên chưa có miếng đốm gì luôn, chưa có miếng dấu nhớt luôn nha anh em. Đó, gon theo xe thì đủ hết trơn à. Rồi. Thì riêng cái co xăng này nè,
em sẽ lấy lại nha, tại vì em bán bộ bình xăng con 950.000 lận, nhưng mà cái co xăng này á, cái co xăng này thì khách không lấy thì em sẽ bán co xăng với bô e đó. Thì cái bô e này whip slip nè, mà anh em coi nó mới kim kết luôn nè, 2016 nè, mới mở lần đầu luôn, nói chung là con ốc mới mở lần đầu mực còn luôn nè, mới chát luôn đó. Co xăng với bô e này em bán giá là 250.000 đó, anh em nào chốt thì alo đi, 250.000 không có mắc đâu. Em tặng cho anh em cái bát này nè với hai con ốc dưới đó, thì 250.000, anh em nào chốt thì alo em đó, báo giá bán lẻ cho anh em. Riêng cái lồng này không á, cái lồng này nè, cái lồng cái FM22 này nè, bữa có anh trai nào hỏi thì alo lại cho em, cái lồng cái FM22 này em bán cho anh giá 1.200.000 full. Cái đầu bò này anh em nào lấy giá 1.600.000 nha, bình thường bán 1.500.000 rồi, nhưng mà nhầm cục máy cọp thì em bán giá 1.600.000, cò chưa chỉnh nè đó, 1.600.000. Còn anh em lấy cái vỏ đầu không á, cái vỏ đầu này không nè, là em tính cho anh em là 1.000.000 cái vỏ đầu nha, đầy đủ xúc bắp chén móng, không có cam cò nha. Cam cò anh em lấy là tính anh em là 700, cam cò này anh em lấy tính em 750.000. Bộ bù gông này anh em lấy tính 250.000 đó, nói báo giá chi tiết cho anh em rồi đó. Chào anh em nha.